Xin chào quý vị và các bạn. Trước mặt quý vị và các bạn là máy lạng bì lợn do Dũng Danh sản xuất và cung cấp. Máy lạng bì lợn này thì công suất điện là 200W trên 1 giờ, sử dụng điện dân dụng 220V. Về cấu tạo thì máy này sẽ có một cái motor và hai quả lô để cho chúng ta lạng cái sản phẩm bì lợn. Cái máy này thì thường được sử dụng trong các cái cơ sở sản xuất nem chua Thanh Hóa hoặc là nem tai, nem chạo. Thì khi mà chúng ta dùng ấy, chúng ta phải luộc cái da heo của chúng ta lên, luộc chín tới thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ bỏ vào trong tủ lạnh ngăn mát khoảng 2 tiếng để cái mặt da của chúng ta nó se đi, để lạng cho nó dễ. Ở đây thì các cái ốp của máy đều được, chân khung và ốp đều được làm hoàn toàn bằng inox, cho nên là rất là sạch sẽ và bền đẹp. Ở đây cái phần này là phần đầu ra của sản phẩm cũng được làm bằng inox. Khi mà chúng ta dùng thì chúng ta sẽ hứng một cái khay ở bên dưới này để cho cái bì heo nó sẽ chuyển ra đây. Và ở đây thì sẽ có một cái miếng inox để cho chúng ta đặt bì heo vào đây. Ở trong nữa mình sẽ bật điện để cho chúng ta biết được là cái máy này hoạt động như nào. Ở trên này thì sẽ có hai cái tay vặn như này để chúng ta điều chỉnh cái độ dày mỏng của cái bì heo. Và nó sẽ lạng bì heo ra thành các cái phần khác nhau. Và khi mà lạng như thế thì nó sẽ cái phần mà trên cùng của bì heo, cái phần dày nhất á, thì nó sẽ là cái phần dày hơn cả. Và ở bên dưới này nó chính là cái phần motor. Motor này như mình vừa nói thì công suất điện là 200W. Và motor này là motor giảm tốc. Đấy, tất cả đều được làm bằng ốp inox rất là sạch sẽ. Ở đây sẽ có hai quả lô, các bạn có thể quan sát rất là kỹ ở đây ạ. Ở giữa hai quả lô này sẽ có một cái bộ phận lưỡi dao. Lưỡi dao này rất là sắc để lạng các cái bì lợn ra thành các cái phần bằng nhau. Và bây giờ mình sẽ cắm cái điện để cho các bạn tưởng tượng xem là nó sẽ hoạt động như nào nha. Bây giờ thì mình đã kết nối với nguồn điện rồi. Và hôm nay thì bên mình không chuẩn bị được bì heo. Nếu như mà hôm nay mình chuẩn bị được thì mình cũng sẽ làm để quý vị và các anh chị nhìn. Bây giờ mình sẽ bật cái điện lên. Đó. Và đây là cái hai bộ phận quả lô nó sẽ quay. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Và chúng ta sẽ đặt bì heo ở đây. Nó sẽ chạy vào bên trong này. Và ở giữa hai quả lô này sẽ có cái bộ phận lưỡi dao. Nó sẽ lạng và nó sẽ chảy ra bên này. Cái thành phẩm nó sẽ chuyển ra bên này. Nếu như mà quý vị và các bạn thấy cái phần thành phẩm hãn còn dày, chúng ta lại cho vào một lần nữa và lạng đến khi nào mà chúng ta cảm thấy đã mỏng nhất có thể thì thôi ạ. Rất là thuận tiện và sạch sẽ khi làm. Ở trên này thì được bọc bằng một cái tấm mica rất là sạch sẽ để cho chúng ta khỏi bị bụi bẩn trong quá trình chúng ta lạng bì heo. Máy này thì có trọng lượng là 31kg và khi mà chúng ta dùng thì nó sẽ rất là đầm máy, rất là bền máy, đầm máy á. Trên đây là video giới thiệu sản phẩm mới do Dũng Doanh sản xuất cung cấp. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ đến số điện thoại 02466533355 hoặc số điện thoại 0985322325 hoặc số điện thoại 0934439112, hoặc các bạn có thể truy cập vào website dungdoanh.com để biết thêm chi tiết. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình giới thiệu sản phẩm lần sau.